Hoa trong gương, trăng đáy nước, của hiểu thần đã quay trở lại. Hắn muốn dùng 300 vạn nhân dân tệ để đuổi tôi đi. Tôi ngồi ấm ức khóc lóc suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến hắn cũng cảm thấy bực mình. Mộng ánh, cô không phải người tham tiền. 520 vạn nhân dân tệ, tôi lập tức nín khóc. Với cả phiền anh ghi cho tôi, giấy tự nguyện tặng tiền, không thì cầm số tiền này tôi bất an lắm. Hiểu thần hình như đã có hiểu lầm gì đó với tôi. Hắn nghĩ tôi yêu hắn đến mức thần hồn điên đảo. Không có hắn thì không thể nào sống được. Nhưng mấy năm nay, tôi đã quyết định trở thành một con người không màng thế sự rồi. Yêu đương gì đó, căn bản không còn quan trọng nữa. Tôi ở bên hắn là vì tiền mà tôi. Vào ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, hiểu thần đã tặng tôi một thời son. Tôi ngượng ngùng xuôi tay từ chối. Không được, không được, thứ này đã tiền lắm, chỉ cần là quà anh tặng, thì dù là viên kẹo thôi, thì em cũng vui lắm rồi. Hiểu thần cực kỳ vui vẻ, hắn nghĩ rằng tôi là một cô gái không quan tâm đến vật chất, tiền tài của hắn ta. Vì vậy, hắn quay lại và mua cho tôi một chiếc túi sang trọng. Tôi vừa cầm túi vừa cảm động. Quà của anh, em đều thích cả. À? Đối với tôi mà nói, tiền của hiểu thần tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Mà dù hắn không thích tôi, nhưng chẳng sao cả. Về vấn đề tiền bạc, thì hiểu thần chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Lần đầu tiên, tôi gặp hiểu thần là ở trong căng tin của trường đại học. Lúc đó, hắn đang cãi nhau với người yêu của mình, cũng là Thanh Mai Trúc Mã đã cùng hắn lớn lên. Hắn muốn cùng cô ấy sớm tối bên nhau, thế nhưng cô ấy lại muốn ra nước ngoài. Hiểu thần không thuyết phục được, nên tức giận. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tôi đằng sau thì kéo tôi lại, cho cô hai mươi vạn là bạn gái của tôi tôi đang định chửi hắn là đủ thần kinh nhưng hắn lại giật thẻ ăn trong tay tôi rồi đạp đúng hai mươi vạn vào trong thẻ không phải vì tiền tôi lập tức trở mặt tiền không mua được tình yêu chúng ta là tình yêu đơn thuần trong sáng tình yêu đơn thuần trong sáng hiểu thuần ngơ ngác mà cô gái trong lòng hắn ấy cũng ngẩn người thì là tôi ngượng ngùng vỗ vỗ vào tay hiểu thần em đã thích anh bao năm rồi Chuyến bay của người trong lòng anh ta sẽ hạ cánh vào lúc 8 giờ. Hiểu thần nói trước 9 giờ tôi phải dọn đồ ra khỏi biệt thự. Tay chân tôi rất nhanh nhẹn, đúng 8 giờ 59 phút là tôi đã xách theo hai cái vali đứng ở cửa rồi. 9 giờ 30 sáng nay tôi có một buổi hẹn quan trọng với toàn người mẫu nam độc thân. Ai nấy đều đẹp trai vạm vơ hức, không có chỗ nào để chia cả. Vừa bước ra khỏi cửa, từng cơn gió lạnh thổi qua, khiến bước chân quyết đoán của tôi trở nên ngập ngừng. Hiểu thần, tôi xấu gì chúng ta cũng đã yêu nhau được một thời gian rồi. Trước khi đi, tôi còn chuyện muốn nói với anh. Ngoại trừ yêu cô, chuyện gì cũng có thể. Đúng là một người đàn ông lạnh lùng độc ác. Khỏe miệng tôi hơi run run. Tôi không hy vọng xa vời là anh sẽ yêu tôi. Chỉ là xe taxi không độc bảo cô biệt thự. Đừng bảo tôi đưa cô về. Hiểu thần nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn ngắt lời tôi. Tay tay sẽ sớm đây thôi Tôi sẽ ở lại với cô ấy À thì ý của tôi là Tôi chỉ bảo gara bên cạnh Chiếc xe màu hồng kia Là chiếc xe tôi thường dùng Giờ anh có thể tặng nó cho tôi không Tôi là bạn gái cũ của hắn ta Lại còn là một sinh viên nữa Chắc hẳn tặng một cái xe Cũng không có vấn đề gì đâu nhở Hắn nhìn tôi với ánh mắt hơi khó tin Sau đó nhếch mép cười nhạt Mộng ánh Một níu kéo tôi thì cứ nói thẳng ra bỏ voi như thế làm gì? Hiểu thần cua xe gắt đến nỗi, cả cái não tôi cũng không thể hình dung nổi. Tôi ngớ người, dựa vào đâu mà anh nói tôi là núi kéo anh chứ? Biển số xe đó chẳng phải là sinh nhật tôi sao? Cô muốn đem cái xe đó đi là để níu giữ quá khứ, nhìn vật nhớ người. Hiểu thần nhìn tôi, nếu không thì nhà tôi có bao nhiêu xe như vậy, sao cô lại chỉ để ý mỗi chiếc này? Tôi sững người ngay tại chỗ, vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe này tôi đã dùng được 2 năm, hóa ra biển số này là ngày sinh nhật của Hiểu Thần. Hiểu Thần thuộc cung Song Ngư, hắn cùng cung hoàng đạo với bạn trai cũ của tôi. Con trai Song Ngư sao lại ảo tưởng và đáng ghét thế nhở? Có lẽ là do vẻ mặt tôi quá bối rối, Hiểu Thần cũng giảm bớt đi cảm giác tự tin trước đó. Hắn nhìn tôi chằm chằm. Cô không nhớ biển số dây sao? Nhớ chứ, nhớ chứ, Tôi hồ hởi đáp, sinh nhật của anh là ngày 24 tháng 2. Nói xong tôi thỏa mãn gật đầu, thật muốn vỗ tay tự khen mình quá. Tôi vừa nói xong, khuôn mặt tuần tú của Hiếu Thần lập tức tối sầm lại. Sinh nhật tôi là ngày mùng 1 tháng 3. Tôi như bừng tỉnh đại ngộ, 24 tháng 2 là ngày tôi đi nhận chiếc xe này mà. Nhưng mà chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, tính ra thì tôi vẫn không có con mắt nhìn xa trông rộng. Thú để ý mà xem, tất cả chiếc xe còn lại ở trong nhà hiếu thần đều đắt hơn chiếc xe kia mà nếu anh nghĩ chiếc xe này không thích hợp tôi nuốt nước miếng vậy chiếc xe kia thì sao hiếu thần quả thực bị tôi chọc cho tức chết hắn chỉ bảo tôi cô cô nhưng cả nửa ngày vẫn không nói được lên lời tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn rồi cười hít mắt hiểu thần anh không muốn tặng xe cho tôi chẳng lẽ là vì luyến tiếc nên muốn đưa tôi về nhà sao tôi biết Hiểu thần là một thằng con trai đầu gỗ Lắm tiền nhiều của Nhưng mấy chuyện về tình cảm này Thì rất dễ bị lừa Vậy nên cứ dùng phương pháp kích tưởng với hắn Kiểu gì cũng bị mắc câu thôi Quả nhiên Hiểu thần vừa nghe tôi nói xong Thì lập tức trở nên cương quyết Hiểu thần tôi lại có thể luyến tiếc cô Mộng ánh cô không cần khiêu khích Để khơi gợi sự hứng thú của tôi Chẳng phải chỉ là một chiếc xe nát thôi sao Tôi đưa cô là được chứ gì Cũng có chút tinh ý đấy mỗi tội không nhiều lắm. Tôi vui vẻ gật đầu và chuẩn bị nhận chiếc chìa khóa từ tay hiếu thần. Bỗng đại sau, chuyển đến giọng nói trầm thấp, không mấy dễ chịu. Để tôi đưa cô về. Cản trở đường tiền tài của người ta, có khác nào giết người không? Tôi vừa mới quay lại để xem tên hung thủ là ai, thì hiểu thần bên cạnh đã lên tiếng trước. Chú hai, tây tây đâu? Nghe được tiếng chú hai này, tâm tư của tôi như bị người ta bóp chết. Chú hai của hiểu thần Hiểu quân, tôi hồi sợ anh ta. Tôi chưa kịp làm gì, thì đã thấy hiểu thần cầm hai chiếc vali tôi vừa để ở cửa. Cả người tôi lập tức căng thẳng, vội đứng nghiêm chỉnh nhìn anh. Chào chú hai. Hiểu quân không đáp lời, chỉ gật đầu với tôi. Nhưng hôm nay, tâm tình của anh ta không tệ. Tôi đoán là vì Lâm Tây đã trở về, nên tôi và hiểu thần cuối cùng cũng đường ai lấy đi. Ở Nam Thành này, ai cũng biết nhà họ hiểu rất có quyền lực, đặc biệt là người tên hiểu quân. Hiểu quân năm nay mới 26 tuổi, nhưng là con cưng của trời, rất có năng lực kinh doanh. Sự nghiệp của anh ta có thể tóm tắt bằng mấy câu. Về nước, thu mua, lũng loạn thị trường, cuối cùng là ngồi ở vị trí mà không phải ai cũng ngồi được. Bóc người cũng khá đẹp mắt, vẻ ngoài thì càng không phải nói, cực kỳ ưa nhìn. Nhiều điểm duy nhất là anh ta thích xen vào chuyện của người khác. Tôi và Hiểu Thần ở bên nhau không phải vì tình yêu, nhưng Hiểu Quân vẫn cẩn lực phản đối. Nếu theo kịch bản thông thường, người mẹ giàu có của hiểu thần sẽ đưa cho tôi tầm giác 5 triệu để tôi rời khỏi con trai bà ta. Nhưng ở nhà họ hiểu này thì mọi chuyện đều do chú hai hiểu quân làm chủ. Mỗi lần nhìn thấy tôi và hiểu thần thì ánh mắt đều rất kỳ quái. Anh ta tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Mà rõ ràng anh ta là một doanh nhân bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Sao lại thừa thời gian để can thiệp vào chuyện tình cảm của cháu trai mình như thế nhở? Tôi đang nghĩ cách để lấy chìa khóa xe cô còn không đi từ đỉnh đầu chuyển đến âm thanh trầm thấp đang luyến tiếc tôi nhìn khuôn mặt lạnh như băng của hiếu quân sau đó nhìn sang hiểu thần rồi gật đầu quả thật có hơi luyến tiếc chìa khóa xe tôi vẫn còn chưa được cầm nữa chú hai chú không định đi đón tây tây à hiểu thần nhìn xung quanh không một bóng người bất mãn lê tiếng người phụ nữ của cháu bảo tôi đi đó làm gì hiểu quân đáp lời nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi vậy sao chú lại đến đây Hiểu thần võ khó hiểu gãi đầu Đưa cô ấy về nhà Người đàn ông nhìn tôi Bà nói thêm một câu nữa Tiện đường Gì vậy trong giờ làm việc Mà anh ta vẫn còn thời gian ghé qua chỗ này Không cần đưa tôi về Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện Vội vàng lắc đầu Tôi tự lái xe về cũng được Tôi vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt hiểu thần Ánh mắt bước bối nhìn hắn Đưa chìa khóa cho tôi Nhanh nhanh lên đi chứ Hiểu thần không hiểu ý của tôi là gì Nhưng hiểu quân bên cạnh Đã sốt ruột che miệng một tiếng Sau đó tôi còn chưa kịp phản ứng Anh đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi Đang đưa ra trước mặt hiểu thần Tay anh ta đan vào năm ngón tay tôi Rồi hiểu quân Một tay nắm tay tôi Tay còn lại kéo vali Và dẫn tôi lại phía xe của anh ta Tôi ngơ ngác đi theo Sợ đến mức quên luôn cả tiếng mẹ đẻ Bàn tay của Hiểu Quân rất to và ấm áp. Hơn nữa, còn nằm lấy tay tôi thật chặt nhưng đây không phải là chuyện quan trọng quan trọng nhất là anh ta nắm tay tôi làm gì chứ có bệnh à chú hai hiểu thần dường như cũng bị một màn này dọa sợ hắn ngây ngẩn hồi lâu rồi mới lên tiếng nhưng hiểu quân làm như không nghe thấy gì vẫn kéo tay tôi đi về phía trước đầu tiên là ném tôi vào trong xe sau đó mở cốp xe để cất hành lý mãi đến khi hiểu quân lên xe linh hồn treo ngược cành cây của tôi mới kịp bình thường trở lại. Anh, anh, tôi lắp bắp không biết nên nói cái gì. Người đàn ông trực tiếp ngắt lời tôi, hình như là vừa nói câu gì đó. Hả? Tôi không nghe rõ. Hiểu quân nhìn tôi một lúc, khiến cho tôi cũng phải dùng mình. Ngay khi tôi định lên tiếng hỏi lại, anh ta đột nhiên nghiêng ngồi áp vào tay tôi. Khuôn mặt tuần tú cả ngày càng gần, ngay cả mùi tùng hương dễ chịu trên người cũng quanh quẩn bên mũi tôi. Tôi như bị mê hoặc, bồi thức giơ hai tay lên một túm vào vòng eo cường tráng của anh ta nhưng cũng chỉ trong chốc lát bởi vì hiểu quân nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ và khởi động xe với vẻ mặt như bình thường tôi cúi đầu nhìn xuống hóa ra chỉ là tắt dây an toàn mà thôi tôi nhận ra hành động vừa nãy của mình có chút không đúng hai tay lập tức đỏ bừng địa chỉ hiểu quân không để ý đến sự lúng túng của tôi nhàn nhạt, nhạt, lên tiếng trước biệt thự số 9 tôi buột miệng ngay khi tôi vừa nói xong, tôi cảm thấy hiệu quần đột nhiên cứng lại. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng ánh mắt hiệu quần nhìn tôi có vẻ hơi bất mãn. Đi chỗ đó làm gì? Biệt thự số 9 là tên gọi của một quán bar nổi tiếng ở Nam Thành. Với những người mẫu nam đẹp trai và cường tráng, đều quả thực là thiên đường của các phú bà. Tôi có thể làm gì ở đó được? Tôi ấp úng không nói lên lời, nhờ chúng hai của bạn trai cũ trở đến quán bar để ăn chơi hưởng lạc. Chuyện này hình như hơi kỳ quá nhỉ Mộng ánh Không nhìn ra là cô cũng khá chơi đấy Hiểu quân liếc mắt nhìn tôi Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm Hiểu thần có biết không Chúng tôi chia tay rồi Tôi phản bác lại Với tôi cũng chỉ làm chuyện mà các phú bà thường làm Có gì đâu mà bắt bẻ Hiểu quân trầm mặc Tôi còn tưởng anh ta sẽ không nói gì nữa Nhưng một lúc sau lại hỏi tiếp Cô không thích nó à Tôi thích hiểu thần Tôi giả vờ cả đấy trước đó khi hiểu thần cố gắng chia rẽ tôi và hiểu thần chúng tôi trông có vẻ là một đôi tình nhân ngọt ngào xe đắm chỉ có tôi và hiểu thần biết đây hoàn toàn là một vở kịch hiểu thần cần tôi phối hợp diễn kịch để chọc tức người yêu của hắn còn tôi chỉ đơn giản là muốn kiếm thêm tiền mà thôi trong một mối quan hệ giữa tôi và hiểu thần người duy nhất tin tưởng chuyện này thật chắc chỉ có hiếu quân hiểu thần hiện tại không còn là ông chủ của tôi nữa nên tôi cũng chẳng cần giả bộ thêm làm gì. Tôi chỉ thích tiền thôi. Tôi tươi cười nói với Hiểu Quân. Thế nào, chú hai, thấy tôi giả vờ có giống thật không? Tôi cố ý nói bản thân thi tiện, hám tiền, chủ yếu là muốn chọc tức Hiểu Quân, để anh ta tức giận rồi đá tôi ra giữa đường. Như vậy, tôi có thể bắt taxi rồi thoải mái đến biệt thự số 9 mà không bị ai tra hỏi. Tôi vừa dứt lời. Hiểu Quân lập tức đạp phanh chiếc xe dừng lại ở ven đường. Thế nào? Giận rồi đúng không? Nhanh nhanh đuổi xuống đi chứ. Hiểu quân quay đầu và nhìn tôi với ánh mắt nặng nề. Đôi mắt ấy cứ muốn nhìn thấu cả tâm tư của tôi. Cô thích tiền vậy sao? Môi hiểu quân hơi mắt máy. Hỏi thừa thật đấy. Trên đời này có ai mà không thích tiền chứ? Cũng không hẳn chỉ là không chơi tiền. Ánh mắt của anh ta khiến tôi trột dạ. Anh ta không tức giận mà giống như đang quan tâm đến tôi. Nếu tiết tiền như vậy Không cần gọi tôi là chú hai nữa Hiểu quân đột nhiên bật cười Nụ cười hơi bất lực Nhưng lại có chút cương chiều Vậy gọi là gì? Bảo bối Anh Ánh mắt hiểu quân bất chợt sáng lên Thân thể hơi nghiêng về phía tôi Hoặc là Chồng Tôi chết sạc mất Mấy từ này tôi đã nói với hiểu thần rất nhiều lần Tôi có thể trôi chén gọi hắn là cụ cưng Là chồng Mà không thấy đỏ mặt Nhưng mấy lời này phát ra từ miệng của hiểu quân tôi lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái này, cái này không thích hợp lắm chú hai. Đối diện với khuôn mặt trước mặt, tôi khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi là bạn gái cũ của Hiểu Thần mà. 520 vạn. Hiểu Quân hơi nhớ mày, có vẻ rất kiên nhẫn để chơi với tôi. Thật sự là không thích hợp. 1314 vạn. Không phải là chuyện tiền nong. Lòng tôi đau quá, tim tôi như đang bị ai sát muối. 5.000 vạn. Người đàn ông hơi nhếch mép, tựa như đã nằm chắc phần thắng trong tay chồng yêu trời ơi đừng có nói là gọi là chồng bảo tôi gọi anh ta là bố thì tôi cũng chấp nhận nữa người chết vì tiền tài chim chết vì miếng ăn tôi sẽ xem như đây là một công việc mới tôi nhận tiền sau đó gọi anh ta là chồng gọi chồng hay gọi ông chủ cũng đều như nhau cả mà hiếu quân nhẹ nhàng ừ một tiếng giọng nói lại ấm áp dịu dàng như nước tôi phải đếm mấy lần mới đếm hết được số không đằng sau chữ số 5. Cảm động quá, đời này của tôi chưa từng thấy qua số tiền lớn như thế này. Tôi cao hứng đến nỗi, hòa tay búa chân ở ghế phụ lái. Hiểu quân ở bên cạnh, chỉ im lặng nhìn tôi. Khuôn mặt của anh ta hơi rũ xuống, giống như một vị thần đang quan sát thế gian. Xung quanh là những vầng hào quang rực rỡ thánh thiện. Hiếu quân, thần tài của tôi ơi! Tôi đang chìm đắm trong giấc mơ, trở thành phú bà, Bỗng nhiên hiểu quân chậm rãi nói Lúc nào thì lĩnh chứng Lĩnh chứng cái gì cơ Không phải vừa gọi là chồng sao Hiểu quân hơi nhớ mày Nụ cười có chút xót xa Ta còn tưởng anh ta đang nói đùa Liền cờ nhà Tùy ông chú sắp xếp Trước đây tôi ở cạnh hiếu thần một thời gian Hắn sợ tôi sẽ yếu lòng Rồi rung động với hắn Thế nên hắn luôn nhắc đi nhắc lại với tôi Của nhà họ hiếu không dễ vào đâu Lời này là sự thật Nhà họ hiểu là một gia tộc như thế nào chứ tôi có thể tơ tư tưởng đến việc bước vào cửa họ nhà họ hiểu sao vậy nên tôi luôn tự nhủ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình rồi lấy tiền là được chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với hiểu thần hơn nữa tôi cũng đang đoán hiểu quân chỉ là tùy tiện nói đùa thôi dù sao tôi cũng là bạn gái cũ của hiểu thần trên danh nghĩa cơ mà tôi với hiểu quân là quan hệ công việc anh ta là ông chủ của tôi sao tôi có thể trở thành vợ của ông chủ được hiểu quân càng cười vui vẻ hơn anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói 10 giờ sáng ngày mai Tôi đến nhà đón em nhé Tôi sững sờ vài giây Sau đó nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hiểu Quân Hoàn toàn không giống như đang đùa cợt Mãi một lúc sau Tôi mới kịp hoàn hồn liền hỏi lại Hiểu thần từng nói cửa nhà họ Hiểu không dễ vào Anh dùng tiền mua vợ Mà không có vấn đề gì sao Hiểu Quân chỉ lướt mắt Cửa nhà họ Hiểu khó vào Nhưng nếu đó là em thì lại rất dễ Hả? Thế nhưng hiểu thần Tôi chưa kịp nói hết câu Một bóng người đã đột ngột hiện ra trước mắt Bóng người cúi đầu Và đặt một nụ hôn trên môi tôi Khiến tôi không kịp nói tiếp Những lời còn lại Anh ta nhanh chóng ngồi thẳng người Rồi cười nhẹ như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi Chuyện với hiểu thần đã chấm dứt Em chỉ có thể bước vào cửa nhà tôi Hiểu quân bắt chợt cười vui vẻ Giống như vừa đi cướp người về làng áp trại phu nhân vậy Mặt tôi đỏ như trên trời rơi xuống hẹn như con tôm hùm đỏ ao vừa được đưa ra từ lồng hấp. Mấy trò mèo của tôi chỉ có thể đối phó với tên đầu gỗ giống như hiểu thần, hoàn toàn không có tác dụng gì với kiểu đàn ông như hiểu quân. Tôi nuốt nước miếng. Dạ, bây giờ tôi có thể hối hận được không? Em nói đi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Lời này tôi lưỡng lự mãi mới dám nói ra. Hiện tại em không thích tiền nữa. khuôn mặt hiểu quân có chút lạnh lùng. Hay là không thích tôi? Tôi ngước nhìn anh, ánh đèn soi rõ đôi lông mày và đôi mắt như tượng tạc. Ánh mắt anh nhìn tôi, đầy vẻ cương quyết. Như thể nếu tôi mà dám từ chối thật, anh sẽ không để tôi bước khỏi cái xe này. Nói đến đây thì não tôi như đông cứng lại. Hiểu quân đẹp trai lại còn nhiều tiền như vậy. Xem ra tôi cũng không thiệt thòi gì đâu nhờ. Cùng lắm lại đến ngày nào đó, anh ta chán ngấy, bảo không muốn diễn trò với tôi nữa. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi như hôm nay dù sao cũng đâu phải lần đầu tôi nhìn số dư trên điện thoại sau đó nhìn khuôn mặt tuần tú của hiểu quân một lúc sau mới nghiến ra nghiến lợi nhưng mà kết hôn thì phải tính giá tiền khác chứ phải thêm một chiếc xe nữa tôi vẫn chưa quên chiếc chìa khóa xe mà mình suýt nữa thì lấy được chỉ thế thôi mặt hiểu quân hơi giãn ra giống như nghe được một câu chuyện cười có được tôi cả nhà họ hiểu là của em hết có được anh ta thật là một trò đùa hài hước Hiểu quân là người đàn ông còn độc thân Chỉ cần liếc mắt một cái thôi lại đã có cả nghìn anh Yến Sẵn sàng lao vào người anh ta Tôi dựa vào cái gì mà mơ tưởng chứ Dựa vào chút vẻ đẹp tuổi trẻ Hay là thân phận bạn gái cu hút của hiểu thần Nếu hiểu quân đã quyết định chọn tôi Vậy chắc hẳn Phải có mục đích Hoặc là kế hoạch gì đó Không thể nào có chuyện Anh ta thích tôi được Nhưng mà ưu điểm lớn nhất của tôi Là sự thức thời Nếu ông chủ đã có mục đích riêng vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn trở thành một bình hoa câm ở bên cạnh. Tôi chỉ cầm tiền và làm việc mà thôi. Tuyệt đối không tò mò hay hỏi thêm về vấn đề gì nữa. Tôi cũng không để nói với anh ta những lời ở trong lòng. Chỉ cười giả lạ rồi gật đầu. Vậy chờ tôi vài ngày nhé. Hả? Tôi còn phải về lấy sổ hộ khẩu nữa. Tôi giải thích với anh ta. Nhanh lên đấy. Hiểu quân khởi động xe. Không có luật pháp nào bảo vệ tôi. Tôi chưa thể yên tâm được. Tôi đoán Hiển quân đang lo lắng về số tiền tôi đang trong cầm tay. Giám đốc yên tâm nhé. Tôi biết giữ chưa tín. Xe dừng trước của tầng dưới trung cư. Hiển quân nói muốn giúp tôi mang hành lý lên nhà. Thuận tiện bảo thăm nhà tôi một lúc. Nhưng tôi nhất quyết từ chối. Sợ tôi bắt nạt em à? Hiểu quần điềm nhiên đốt một điếu thuốc. Không phải. Tôi vội xua tay rồi khách khí trả lời. Bây giờ trong nhà tôi chưa có gì hết. Đợi hôm khác tôi dọn dẹp xong xuôi rồi mời anh lên được không mộng ánh hiếu quân nhìn tôi chằm chằm em có biết ý nghĩa của kết hôn là gì không tôi mở to đôi mắt vô tội nhìn anh ta có nghĩa là tôi và em sẽ là bạn đời đối xử với nhau chân thành và sống bên nhau sống như một cặp vợ chồng bình thường lời anh nói khiến tôi hơi mơ hồ đương nhiên tôi biết kết hôn có ý nghĩa là gì nhưng sao hiểu quân lại nói với tôi như vậy tôi với anh ta đâu phải quan hệ hôn nhân Sống như những người khác Tôi có thể hoàn thành công việc Nhưng không thể đến cả tim mình cũng móc ra Tôi không đáp lời Anh nhìn tôi và rít thêm một hơi thuốc Mãi lâu sau Anh mới thở dài Có nghĩa là sau này nếu chúng ta ly hôn Em cũng sẽ được nhận một nửa tài sản Vừa nhắc tới chuyện này Là tôi cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn Thật sao Tôi nuốt nước miếng một cái Có thể tưởng tượng được ánh mắt đang sáng lên Vịt tiền của mình Em nghĩ tôi đây tùy tiện Chọn người để kết hôn sao Giọng hiểu quân hơi nặng nề Ánh mắt nhìn tôi cũng trầm lặng Anh cũng không muốn lên nhà nữa Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Và đưa vali cho tôi Nghỉ ngơi sớm một chút nhé Tôi nhìn anh quay người rời đi Đầu óc bỗng trở nên rối bời Tôi và Hiểu Thần cũng từng có quan hệ công việc giống như thế này Nhưng đối với Hiểu Quân Thì lại là một cảm giác hoàn toàn khác Nói chung tôi sẽ không gặp Hiểu Thần nếu chưa đến hạn nhận tiền nếu anh không có việc quan trọng thì cũng chẳng bao giờ chủ động đến tìm tôi chúng tôi chỉ cần gặp nhau khi cần ra mắt với bạn bè hiểu thần hoặc cần tôi xuất hiện để chọc tức cô gái hắn đang yêu ở nước ngoài có lần tôi bị thương nặng chỉ biết ở một mình trong căn biệt thự khóc lóc thương tâm khi hiểu thần đến tìm tôi bộ dạng lúc ấy của tôi chắc chắn rất thế thảm đó là lần đầu tiên tôi ở trước mặt hiểu thần mà không trang điểm không mỉm cười giả tạo với hắn ta. Lớp trang điểm của tôi bị lem, mắt tôi đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều. Hiểu thần đến đón tôi để gặp bạn bè. Hắn nhìn khuôn mặt tôi thì tỏ vẻ tức giận. Đừng làm tôi mất mặt đấy. Tôi vội vàng đứng dậy sửa soạn trang điểm, nhưng hiểu thần lại mất kiên nhẫn. Thôi, cô không cần đi nữa, khóc lóc như quỷ thế kia. Tôi nhìn mà như phát phiền. Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Kể từ đó, tôi không bao giờ dám bộc lộ cảm xúc thật sự của mình trước mặt hiểu thần nữa tôi có thể diễn cảnh ân ái thâm tình nhưng tuyệt đối không thể động lòng mà tôi cũng không trách gì hiểu thần hắn trả tiền cho tôi tôi làm việc cho hắn bộ dạng thi thảm của tôi khiến hắn mất mặt thì cũng là do tôi không hoàn thành công việc của mình tôi và hắn không phải là bạn trai hay bạn gái thậm chí cũng chẳng được tính là quan hệ bạn bè thông thường nữa tôi nghĩ đến đây thì lại buồn quan hệ tình thân Hai tình yêu bên thế giới này đều quá phức tạp, chỉ có quan hệ tiền bạc là rõ ràng minh bạch thôi. Tôi về nhà với cái đầu tròn váng vì mệt mỏi, vừa kịp ngả lưng xuống ghế thì điện thoại hiện lên thông báo là tin nhắn thoại được gửi đến từ web chat. Sòng nói của bạn thân tôi vang lên từ đầu dây bên kia. Mộng ánh, bao giờ cậu mới đến vậy? Mấy cậu trai này nhiệt tình quá, tớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong tin nhắn thoại của con, bạn có tiếng nhà sập sình ầm ĩ kèm theo âm thanh của những chàng trai khác tôi tựa như thấy giọng nói trầm ấm êm ái của một thiếu niên trời ơi kích thích quá nhưng bây giờ đầu óc tôi đang rất rối loạn tôi suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin từ chối thôi tao không đi đâu tâm trạng của tao không tốt ngay khi tôi vừa nhắn xong thì cô ấy lập tức gọi điện đến sao tâm trạng không tốt vậy oánh của tớ không lẽ cậu buồn vì phải chia tay với hiếu thần sao bạn thân nghiêm túc nhắc nhở Dù có đau lòng thì cũng cứ đến đi Không có chuyện buồn gì Có thể làm khó Được những người mẫu nam đẹp trai Dịu dàng ở đây đâu Tôi cũng có hơi động lòng Nhưng vẫn không muốn ra khỏi nhà Không liên quan đến hiếu thần đâu Là tớ không có tâm trạng thôi Nhưng cậu đã trả tiền đặt cọc rồi mà Bạn thân nhắc nhở Còn không đến là mất sạch tiền đấy Tôi lập tức bật dậy Và dùng tốc độ nhanh nhất để trang điểm Rồi lấy đồ sau đó vội vàng bắt taxi đến để đến biệt thự số 9. Không nói đến những vấn đề khác, nếu không đi thì tiền cọc sẽ không cánh mà bay mất. Tôi chạm vào biệt thự số 9, ngay khi vừa mở cửa ra, mọi sự lo lắng và rối loạn trước đó đều tan thành mây khói. Đúng là một bức tranh khiến cho người mãn nhãn, trai đẹp, toàn là trai đẹp. Và tôi nhìn thấy một bông hoa hồng yếu điệu trong căn phòng đó, chính là bản thân của tôi, Tiểu Thu. Cả căn phòng toàn trai đẹp như thế này cũng đủ khiến tôi phần khích. Bà tôi thừa nhận là mình có hơi cao hứng thật. Tôi vui vẻ hết tóc và hô to đầy khí phách. Hôm nay tôi sẽ trả toàn bộ hóa đơn. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Lần đầu tiên tôi tiêu tiền mà thấy hạnh phúc như thế này. Tiểu thu sướng sờ đi lại gần tôi. Này bánh, cậu đi cướp ngân hàng về đấy à? Cậu dám vung tiền như vậy thì chắc Hiểu Thần đưa cho cậu nhiều phí chia tay lắm nhở? Hiểu Thần là đã là gì chứ? Tôi vỗ vỗ tay cô ấy, tương lai hẳn sẽ còn phải nghe lời tớ. Hiểu thần hiện đang là thực tập sinh tại công ty của Hiểu quân, còn chưa kể sau đó phải gọi tôi là tím hai nữa. Quả thực khiến tôi rất hài lòng. Tiểu thu nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi không có thời gian để giải thích với cô ấy. Bởi một vài cậu trai giành điệu đang đi về phía tôi. Chị ơi, muộn quá rồi, cậu trai đầu tiên ngoan hiền như một con cún nhỏ, em đợi chị lâu lắm rồi đấy. Một cậu trai khác đã nhảy vào chen ngang Chị có mệt không? Có cần em gọi nhân viên đến massage thư giãn không? Tôi, Mộng Ánh Đã sống được hơn 20 năm rồi Nhưng đây là lần đầu tiên Có người quan tâm phục vụ đến tận răng như vậy Tôi nghĩ nếu thiên đường có thật Thì cũng chỉ giống như thế này thôi Nhưng bỗng nhiên Cánh cửa mở ra, phá tan mộng đẹp Một giọng nói quen thuộc Chuyển đến qua tiếng nhạc ẩm ý Mộng Ánh, sẽ lại ở đây ánh sáng bên trong rất mơ hồ. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ người vừa nói là ai, nhưng giọng nói này thì tôi không thể nào quên được. Trần Đình là bạn trai cũ, cũng là mối tình đầu của tôi. Đèn được bật lên sáng trưng, những người đang quẩy tưng bừng khi nhìn thấy ánh sáng cũng dừng lại hỏng chuyện. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn Trần Đình từng bước đi lại phía mình. Mậu ái, Trần Đình nghiến răng gọi tôi. Anh hỏi em sao lại ở đây? Hai tay Trần Đình bất chợt đặt lên vai tôi, giống như muốn giữ tôi lại trong sự khống chế của hắn. Trong mắt hắn hoàn toàn là tên lửa giận. Vậy tại sao anh lại ở đây? Tôi hỏi ngược lại hắn. Không phải cũng đến chơi với tôi đấy chứ? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Trần Đình mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo sắn đến tận khuỷu tay. Cổ áo buông lơi một cách không đừng đắn. Nhưng hắn vẫn đẹp trai như vậy, khiến cho những người khác cũng phải lu mờ. Trần Đình nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu nhìn tôi. Ý em là gì? tôi cười cười rồi vỗ vai hắn đừng ngại anh là bạn trai cũ của tôi cơ mà tôi chắc chắn sẽ không làm khó dễ với anh đảm bảo sẽ có nhiều tiền ship sau mặt của trần đình hơi mơ hồ có vẻ hắn không hiểu lời tôi đang nói hắn buông tay khỏi vai tôi hồi lâu sau mới lên tiếng bạn trai cũ tôi không trả lời chỉ ném viên xúc xắc lên bàn đừng nói nữa lại đây chơi đi nghe nói em bà hiểu thần chưa tay rồi song nói của trần đình hơi thận trọng thật hả mộng ánh không hiểu sao tôi có cảm giác trần đình đang rất vui vẻ vừa rồi còn tức giận khi thấy tôi ở đây mà giờ đây thấy tôi chia tay thì lại hả hê nhiều bắt được vàng vậy dù có ngứa mắt với tôi thì cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng như thế chứ ừ thì sao tôi ngước lên nhìn hắn nhưng tôi mộng ánh tôi còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị hắn ôm anh đã chờ em rất lâu gì thế này Vừa chia tay xong thì gặp chú hai Giờ còn có cả bạn trai cũ nữa Đây là phước hay là nghiệp vậy Hơn nữa Trần Đình có ý gì Không phải là hắn muốn chia tay với tôi chứ sao Trần Đình Buông tôi ra Tôi dùng sức để hắn ra khỏi người mình Chúng ta đã chia tay hơn 2 năm rồi Anh ra ngoài trước đi Anh không ra ngoài Hắn nhìn tôi chăm chú Giống như lúc hắn vẫn đang còn là bạn trai tôi Mộng ánh Em không thích hiểu thần Em vẫn luôn thích anh đúng không? Không, tôi kiên quyết lắc đầu. Trần Đình, trước đây tôi thường thích anh, nhưng giờ thì không thích nữa rồi. Trên thế giới này tôi không thích ai cả, tôi chỉ tin tưởng bản thân tôi. Khi tôi gặp Trần Đình, tôi vẫn còn là cô gái mơ mộng và một tình yêu màu hồng. Thời điểm hẹn hò với hắn là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Trong đợt huấn luyện nhân sự của tân sinh viên, tôi đứng ở hàng đầu tiên của lớp mình và Trần Đình đứng ở hàng cuối cùng của lớp trước. Lúc đó đang là mùa hè, nắng trói trang, đứng trong quân ngũ không khác nào cực hình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai đang lén lút quay lại nhìn tôi. Trần Đình rất cao, dù đứng ở hàng cuối thì vẫn cực kỳ nổi bật, giống như hạc giữa bảy gà. Chưa kể hắn còn đẹp trai nữa. Chúng tôi nhìn nhau chỉ hai giây, sau đó hắn nghiêng đầu nói với một bạn nam bên cạnh. Giọng nói của hắn không lớn, thế như xung quanh khá yên lặng nên tôi vẫn nghe được rõ ràng. Dễ thương thật đấy. mà tôi lập tức đỏ bừng. Bạn học, sao mặt em đỏ vậy? Giả viên nhìn mặt tôi đỏ lên, còn tưởng tôi sắp ngất xỉu vì say nắng. Vội vàng bảo tôi sang phòng y tế bên cạnh, nghỉ ngơi một lát. Kết quả là Trần Đình cũng đi theo. Hắn nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Cả phòng y tế chỉ có mình tôi và hắn. Chúng tôi cứ nhìn nhau, không biết nói gì. Tôi định mở miệng nói chuyện, để không khí bớt căng thẳng, đột nhiên Trần Đình gái đầu tôi nói, "Ừ, tôi cũng bị đỏ mặt." Tình yêu với Trần Đình quả thực là mối tình trong sáng, đó là thứ tình cảm đơn giản và thuần khiết nhất của thời sinh viên. Trong khoảng thời gian giữa các buổi tập, hắn luôn tranh thủ ghé qua lớp tôi, đưa cho tôi chai nước muối loãng hoặc nước đậu xanh để giải nhiệt. Bạn học xung quanh đều trêu chọc, hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ dịu dàng quạt mát cho tôi bằng chiếc quạt giấy mà hắn luôn mang theo bên mình. Trong giờ tập, hắn cứ lén lút quay đầu lại nhìn tôi. Cuối cùng bị thầy phạt chống đẩy lên nền đất. Hắn vừa thở vừa đếm. Năm mốt, năm hai, mộng ánh, năm tư, năm năm. Trần Đình đã đặt tới tình cảm lãng mạn của tiểu niên ngay trước mắt tôi, khiến tôi ngay cả tim mình cũng móc ra cho hắn. Từ nhỏ, tôi đã thiếu tốn tình yêu thương. Chỉ cần có người đối xử tốt với tôi, yêu ái với tôi một chút thì tôi chắc chắn sẽ dùng cả chân tình để đáp lại. Hóa ra, khi yêu thì người ta có thể mê muội đến như thế. Vào ngày kết thúc khóa huấn luyện tập sự, Trần Đình dẫn tôi đi uống trà sữa. Khi đưa tôi trở về kế túc xá, tôi đã kéo tay hắn lại. Trần Đình, chúng ta hẹn hò đi. Sau khi chia tay, tôi không bao giờ gặp lại Trần Đình nữa. Hắn chặn mọi thông tin liên lạc của tôi, vậy mà hắn lại nói đã chờ tôi lâu lắm rồi đúng là đàn ông song ngư. Anh nhiều em, nhưng anh vẫn có thể kiềm chế được mình. Trong quá khứ, tôi sẽ vì Trần đỉnh, mà ghen tuông giận dữ, lạn mềm bột chặt, bướng mình không nghe lời. Có lúc sẽ lo được lo mất mà đánh mất cả bản thân. Tôi rất sợ sẽ mất hắn, nên khi cãi nhau, tôi luôn là người tìm hắn trước, số dành hắn nguôi giận. Còn hắn chỉ việc ngồi đợi và gửi xe bao giờ thì tôi sẽ đến. Hắn nói hắn cố tình bỏ mặc tôi để xem tôi yêu hắn như thế nào. Nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Trong suốt thời gian hẹn hò với hắn, tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Nhưng tôi bây giờ sẽ không như thế nữa. Trần Đình nhìn sắp mặt tôi không thay đổi, hắn chỉ cười tự diễu, sau đó vắt tay để bảo những người khác đi ra ngoài. Cả căn phòng này chỉ còn lại hai người chúng tôi. Hắn cáo kỉnh nhấp một ngụm rượu. Mộng ánh, em thay đổi nhiều quá. Ai rồi cũng thay đổi thôi, tôi cũng uống một ngụm rượu nhưng ngày trước tôi ít khi đụng vào thứ này tôi không thích uống rượu nhưng vì phải đi cùng hiểu thần dự tiệc nên thi thoảng sẽ phải uống thay cho hắn dù không thích thì cũng phải nhắm mắt lại mà uống bây giờ em cũng tốt mà trần đình cười cười trước đây anh sợ tên hiểu thần thô lỗ đó sẽ bắt nạt em nhưng cuối cùng hai người cũng chia tay rồi anh thật sự rất vui tôi không trả lời hắn đâu có biết tôi đã nhận lời kết hôn với người khác ngay khi vừa chia tay Mộng ánh Trần Đình dừng lại một chút Giọng điệu cẩn thận đến mức Khiến người ta nghe thôi cũng phải mủi lòng Em còn có thể Đỏ mặt vì anh một lần nữa không Xin hỏi Mối tình đầu là đàn ông song ngư Hay ghen hay khiến bạn gái đau lòng Với số tiền 5.000 vạn Tôi nên chọn cái nào Tất nhiên là tôi chọn tiền rồi Nếu tôi còn dám trần trừ một giây Đó là không tôn trọng nhân dân tệ của nước nhà Trần Đình anh có bỏ tôi ra ra khỏi danh sách chặn tôi khẽ cười với hắn mong rằng khi tôi kết hôn anh sẽ tới sự nhé tôi cầm lấy điện thoại bên cạnh làm như không thấy vẻ mặt xám xịt của trần đình cách đây 5 phút hiểu quân đã gửi tin nhắn cho tôi chú hai của hiểu thần tôi sẽ đợi em bên ngoài nói chuyện xong thì ra đây chú hai của hiểu thần mộng ánh em để tôi chờ khá lâu rồi đấy tôi muốn ra ngoài nhưng trần đình không muốn cho tôi đi khỏi đó đại khái là hắn đến trông coi quán bar hộ chị gái mình vậy nên phải quan tâm đến cảm xúc và trải nghiệm của từng khách hàng khi tôi đến quầy thanh toán thì hắn ngăn tôi lại chỉ nói tôi phải suy nghĩ cho kỹ đừng để đến lúc hối hận rồi lại ly hôn giọng nói của hắn rất lớn hiển nhiên là hiểu quân cũng nghe được không có ngày đó đâu hiểu quân nhàn nhạt, nhạt nói sau đó đi tới bên cạnh và nắm lấy tay tôi Tôi còn chưa kịp thích ứng với cảm giác thân mật như thế này. Định lén lút kéo tay lại. Ai ngờ hiểu quân càng nắm chặt hơn. Mọi chuyện trên đời này đều không thể đồn đoán được. Trần Đình nhìn hiểu quân đang nắm tay tôi. Chỉ cười lạnh. Hơn nữa, sao anh lại lo lắng như vậy? Không yên tâm về hôn nhân của mình sao? Tôi được lĩnh chứng. Có pháp luật bảo vệ. Sao lại không yên tâm? Hiểu quân châm trọng. Nhưng mà bạn học của Mộng Ánh, cổ áo anh mở lớn như vậy là có ý gì? Quả thực là anh không yên tâm Trần Đình nghiêng mắt nhìn người đối diện Hai người đã chia tay được mấy năm rồi Hiểu quân vẫn hở hững đáp lời Tôi trẻ tuổi hơn anh Anh nghĩ tôi kém hơn anh à Mộng ánh không thích anh Mặt hiểu quân vẫn không đổi sắc Em thích ai Trần Đình nhìn tôi với ánh mắt như lửa đốt Tôi định trả lời là tôi không thích ai cả Nhưng vừa quay đầu lại Thì thấy hiểu quân đã mấp máy môi 5.000 vạn Tôi lập tức đầu hàng tôi thân mật ôm lấy cánh tay hiểu quân và làm đúng đương nhiên là thích chồng tôi rồi kiếm tiền thôi mà không có gì phải xấu hổ cả chuẩn đình sững sờ ngay tại chỗ một lúc sau đột nhiên quay người lại không muốn nhìn cảnh ân ái này thêm một chút nào nữa hiểu quân vòng tay qua eo tôi và dịu dàng nói vậy chúng tôi đi trước lần sau gặp lại đám cưới của chúng tôi nhất định sẽ mời anh nói xong anh ôm tôi bước ra ngoài Trần Đình ở đằng sau vẫn đang gọi tên tôi. Tôi nghĩ hắn còn muốn nói chuyện gì đó. Nhưng chơi kịp quay đầu thì hộ quân đã lên tiếng. Đồng nhìn lại. Ừ, tôi đáp lời. Trần Đình đã vô số lần dùng câu chia tay để dọa dẫm tôi. Tôi cũng đã chán, không còn muốn dỗ dành hay điều kèo hắn nữa. Tôi biết đoạn tình cảm đó đã không thể trở lại được nữa rồi. Hắn là Trần Đình mà, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ quên tôi thôi. Trên đường trở về, Hiểu quân vẫn im lặng không nói gì. Bầu không khí trong xe, có chút khó xử. Tôi là người đầu tiên lên tiếng. Trần Đình là mối tình đầu của tôi. Như chúng tôi đã chia tay từ lâu lắm rồi. Anh biết mà. Ý tôi là muốn hiểu quân yên tâm trong quá trình làm việc. Vì tôi rất nghiêm khắc với bản thân. Dù đó là người mẫu nam hay bối tình mẫu thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào. Hiểu quân phát ra một tiếng. Ừ, không cảm xúc. Và chiếc xe lại chìm vào im lặng tôi còn tưởng anh ta tức giận tôi đang nghĩ cách để dỗ dành thần tài thì bỗng nhiên hiệu quân lại hỏi tiếp hắn không sừng với em phải mất một lúc sau mới kịp hiểu hắn mà hiệu quân nói đến chính là trần đình hả tôi trố mắt kinh ngạc đây là lần đầu tiên có người nói rằng trần đình không sừng với tôi ngay từ khi nhập học trần đình đã có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với sinh viên trong trường cả trường ai cũng biết đến hắn kể cả khi tôi và hắn chính thức hẹn hò cũng không thể ngăn cản được những mông đảo xung quanh có người còn đang trên diễn đàn của trường nói tôi và hắn là hoa nhài cầm bãi vân châu trần đình tất nhiên là hoa nhài bạn cùng phòng còn hỏi trần đình mắt mù hay gì mà lại thích tôi những lời này đã khiến tôi rất tủi thân trần đình nói đừng để ý hắn thích tôi là thật trong lòng hắn thì tôi là quan trọng nhất nhưng rồi tôi vẫn tự ti không thấy tôi trả lời hiệu quân quay lại và nhìn thấy vẻ mặt khó tin của tôi, anh ta bổ sung thêm một câu nữa. tôi nói thật, tôi có chút ngượng ngùng, liền tìm cách để chuyển chủ đề. nhưng sao anh lại ở đây? hiệu quân đặt tay trên vô lăng, rồi đưa cho tôi một chiếc áo khoác bên cạnh. tôi có vật muốn tặng cho em, nhưng em không có nhà. tôi còn ngượng ngùng hơn. hôm nay ở quán bar, tôi đã hơi phóng túng quá mức. để che giấu khuôn mặt đã đỏ ửng, tôi lục lọi trong áo khoác để tìm đồ vật mà anh ta muốn tặng tôi. Không ngờ, đồ vật mà Hiểu Quân vừa thản nhiên nói ra lại chính là một chiếc nhẫn kim cương cực lớn. Trời ơi, đây chẳng phải là hộp giòn to bằng quả trứng kim chỉ có trong truyền thuyết sao? Tôi cầm chiếc hộp màu đỏ và có cảm giác như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay. Dưới ánh đèn trong xe, viên kim cương trong hộp nhỏ tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy hơi chói mắt. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được món quà lớn như vậy nhưng lý do là gì thì tôi cũng không biết nữa anh anh vừa đi mua à tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay rồi nhìn hiểu quân đang tập trung lái xe bên cạnh không thích à anh quay đầu lại nhìn tôi đeo vào trước đi lần sau tôi dẫn em đi chọn kiểu em thích nhé được tôi ngơ ngác gật đầu cả người ngây ra không thể nhúc nhích nổi xe vừa dừng đèn đỏ anh đã nhận lấy hộp nhẫn trên tay rồi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đeo nhẫn vào, được không?" Anh cười một tiếng, đẹp đến mức khiến tôi gần như ngừng thở, sau đó nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cho tôi. "Như vậy người khác mới biết em là người của tôi." Trong đầu tôi ù ù một tiếng, ánh mắt hiểu Quân nóng rực, khiến tôi không kịp phản ứng gì. Tôi tự xưng mình là cao thủ diễn kịch thâm tình, nhưng tôi không thể nào giả bộ trước mặt Hiểu Quân. Sau khi ở cạnh Hiểu Quân được nửa tháng, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình đang dần dần mất kiểm soát. Anh ấy quả thực quá tốt đẹp. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ những điểm nào ở một vị hôn phu như Hiệu Quân. Tính cách trưởng thành và trầm ổn, hiền lành và giàu có, anh ấy cũng luôn tôn trọng suy nghĩ và mong muốn của tôi. Dù là ở với Trần Đình hay Hiểu Thần, thì tôi cũng chưa từng được trải qua cảm giác như vậy. Mỗi lần Hiểu Quân hỏi tên tôi, tôi lại không thể kìm được sự rung động của chính mình. Công việc của Hiểu Quân khá bận rộn. Nhiều lần anh ấy đến trường học đón tôi đi ăn tối. Nhưng đột nhiên lại phải quay lại công ty để giải quyết công việc. Vì vậy tôi ngoan ngoãn chờ đợi anh ấy dưới sảnh công ty. Hôm đó tôi đang nhàm chán, đi dạo dưới sảnh. Thì bỗng nhiên gặp được Hiểu Thần. Hắn là sinh viên năm cuối nên đang làm thực tập sinh tại công ty của Hiểu Quân. Kể từ khi Lâm Tây Tây trở về, tôi đã không còn gặp lại Hiểu Thần lần nào nữa gần đây tôi cũng hơi nhiều việc vậy nên cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ về hắn ta hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi mộng ấy sao cô lại ở lại đây tôi nhất thời không biết nên giải thích chuyện giữa tôi và chú hai của hắn như thế nào trong lúc tôi đang do dự thì hắn đã trả lời chắc lịch cô đến công ty tìm tôi hả anh trai à anh vẫn chưa bỏ được tính tự luyến sao đây không phải là nơi cô lên đến hắn vừa nói vừa kéo tay tôi chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi mộng ánh cô đừng bám theo tôi nữa đừng khiến tôi phải mất mặt hiểu lầm rồi tôi không đến tìm anh hiểu thần tỏ vẻ không tin vậy nói cho tôi biết cô tìm ai đây là công ty của nhà họ hiểu ngoại trừ tôi thì cô có thể tìm ai được chứ tìm chú hai của anh đấy tôi rất muốn chỉ thẳng vào mũi hắn rồi nói tôn trọng tôi một chút đi sau này tôi chính là tím hai của anh đấy nhưng tôi không dám nói vậy xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Tôi còn chưa biết thái độ của hiểu quân như thế nào. Tôi không thể tự tiện thừa nhận mối quan hệ này với người khác được. Vì vậy, tôi chỉ có thể mơ hồ nhắc nhở hiểu thần. Đừng nói vậy, sau này tôi và anh sẽ trở thành người nhà. Nhưng tôi quên mất, một tên đầu gỗ như hiểu thần thì sao có thể hiểu được ý của tôi. Vậy nên hắn chố mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Ai là người nhà của cô? Mộng ánh, cô còn muốn kết hôn với tôi tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định này đi tôi tuyệt đối sẽ không cưới cô trừ khi trừ khi cái gì ai cho phép cháu lấy cô ấy hiểu thần cháu nghĩ nhiều quá rồi đấy hiểu thần còn chưa nói hết câu thì đã bị hiểu quân nhắc lời đôi mắt anh lười biếng lướt qua đại sảnh sau đó là chú ý nhìn tôi chú hai hiểu thần muốn phản bác ý cháu không phải là muốn cưới cô ấy hiểu quân đi lại và ôm lấy eo tôi rồi nhìn hiểu thần với thái độ nghiêm khắc Gọi là thím hai, không biết tôn ti trật tự gì cả. Cái gì? Hiểu thần mở to mắt nhìn tôi, sau đó nhìn sang hiểu quân. Chú đừng có nói, cô gái mà chú yêu thầm bao nhiêu năm nay là... Hiểu quân sốt ruột ho khan, gọi thím đi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của hiểu thần. Hắn đã từ ông chú mà biến thành cháu trai của tôi. Đúng là một cảm giác thỏa mãn không nói lên lời. Thím hai, hiểu thần gần như nghiến răng nghiến lợi. Tôi cười toe toét để nối, khỏe miệng như muốn chạm tới mang tay. Bà đáp lại, tốt lắm, bởi dáng vẻ của một người lớn trong nhà. Hiểu thần như hóa đá ngay tại chỗ. Đi thôi, hiểu quân khoác áo và nắm tay tôi. Đưa vợ tôi ra ngoài ăn tối. Vào dịp nghỉ lễ quốc khánh, tôi quay lại nhà mình để lấy giấy tờ tùy thân. Hiểu quân khang khang muốn đưa tôi về nhà, cũng định nhân dịp này để gặp mặt bố mẹ vợ tương lai. Nhưng tôi không đồng ý, mà kệ hiểu quân có dụ dỗ bao nhiêu lần Tôi vẫn nhất quyết không chịu gật đầu Tôi không muốn hiểu quân nhìn thấy nhân phẩm của người nhà mình Cả không thể để những con ma cả đồng hút máu đó Có bất kỳ quan hệ gì với hiểu quân Hiểu quân cuối cùng vẫn không thuyết phục được tôi Có lẽ anh đã mơ hồ nhận ra điều kỳ lạ Anh tỏ vẻ lo lắng Rồi dặn đi dặn lại Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh nhé Được Tôi lưu đáng trả lời Mộng ánh Anh ấy gọi tên tôi Em có thể dựa vào anh Đừng tự mình chịu đựng tất cả nhé Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy Gần như đám chìm vào câu nói kia Trong một vài khoảnh khắc nào đó Tôi đã tin rằng Hiểu quân thật sự yêu tôi Nhưng vì sao chứ Trước khi về nhà Tôi đã chuẩn bị một bộ quần áo xấu xí Cũ mềm Tẩy đi lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt mình Giống như ngay lúc này Mọi sự dũng cảm bấy lâu nay Mà tôi tự tạo ra cho mình Đều dễ dàng sụp đổ Tôi trở về gặp gia đình tôi Những người mong muốn tôi Luôn luôn khỏe mạnh Khi tôi về đến nhà Ba người họ đang ăn cơm Họ nhìn thấy tôi cũng không nói lời nào Còn về lấy giấy tờ tùy thân Tôi không vào trong nhà Mà chỉ đứng ở cửa ngoài Được rồi, mẹ tôi đặt đũa xuống Đưa tiền đây Vẻ mặt của mẹ tôi luôn lạnh lùng như vậy Bà lần nào gặp tôi Thì bà ấy cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất Tiền của tao đâu Con không có tiền Tôi đáp lại, vừa rồi con đã phải đưa 2 triệu rồi còn gì. Mẹ đã nói sẽ không làm phiền con nữa, giờ con lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tôi ở cạnh hiểu thần vì tiền. Nhưng nói thật, số tiền đó tôi còn chưa được tiêu một đồng nào cho bản thân mình nữa. Đó là số tiền tôi tích được từ việc bán rẻ tự do và nhân phẩm của hiện tại để đổi lấy nhân phẩm và tự do của mình trong tương lai. Người ta đều nói nhà họ Mộng đã sinh ra một con phượng hoàng có thể kiếm được một người bạn trai hào phóng và giàu cách xù, thậm chí nuôi được cả bố mẹ và ông anh trai vô dụng trong nhà nữa. Họ đòi tôi phải chu cấp 2 triệu nhân dân tệ. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa tiền cho họ. Giấy tờ tùy thân của tôi đang bị bố mẹ giữ. Tiền là giải pháp duy nhất để tôi có thể tách khỏi bố mẹ và có cuộc sống tự do của riêng mình. Nhưng người như vậy, căn bản là sẽ không bao giờ thỏa mãn được lòng tham. Khốn kiếp bà nói cho rõ ràng bây giờ không phải là chúng tao gây phiền phức cho mày là tự mày muốn nhờ vả đấy bố tôi bỏ bát xuống bà đi tới trước mặt tôi giống như là muốn động tay động chân hợp đồng đã ký lần trước bốp người đàn ông đã dùng hết sức lực để tát vào mặt tôi tôi cảm thấy cả người như sắp bị đánh nát nhưng vẫn ngoan cố không chịu ngượng bộ tôi sẽ gọi cảnh sát bố mẹ sẽ phải trả lại hộ khẩu và giấy tờ cho tôi tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa bốp lại một cái tát nữa hôm nay tao đánh chết mày tao đã sinh ra mày mà mày còn dám nói chuyện với tao như vậy à không biết xấu hổ mày cứ gọi cảnh sát đi cũng có phải là chưa tưởng gọi cảnh sát đâu tao nhổ vào mày lấy hộ khẩu để làm gì mộng huyễn vẫn ngồi trên bàn ăn cơm hạ liếc mắt nhìn tôi rồi hỏi muốn kết hôn với thằng bạn trai giàu có của mày chứ gì vậy chắc tiện sinh lễ cũng không ít nhỉ không phải không có tiền đâu Tao mặc kệ Tao đang chuẩn bị mua xe Mày đưa một triệu đây Hắn đi tới trước và vô vô vào mặt tôi Tao lấy tiền xong Sẽ đưa sổ hộ khẩu cho mày Sau này dù mày có sống hay chết Cũng chẳng liên quan đến tao Được chưa Lần trước anh cũng nói như thế này Kết quả thì sao Tôi hủ lại một tiếng Tôi cũng nói rồi Một đồng tiền cũng không có Anh nghe anh không hiểu à Mộng huyễn nhìn tôi Thái độ càng thêm hèn hạ. Vậy mày tìm bạn trai giàu hơn đi Mày kiếm tiền dễ dàng như vậy cơ mà Nếu không thì bán thân đi Hắn còn chưa kịp nói xong Thì đã ngã ngửa ra sau Cả người hắn nằm trên đất Như một đống bùn bẩn thỉu Mày cũng tính là đàn ông sao Hiểu quân xoa xoa nằm đấm Nhìn mộng huyễn kinh bỉ như nhìn một con chó chết Anh thực sự đến rồi Tôi quay đầu nhìn anh Lại còn đúng lúc như vậy Nhận hai cái tát vừa rồi Tôi không khóc Nhưng khi vừa nhìn thấy hiểu quân Nước mắt tôi không kìm được Mà của thế tuôn ra Không đến mức không thể thở nổi Tất cả những bát công Mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt 22 năm Dường như đều được chút bỏ Trong khoảnh khắc này Từ khi còn là đứa trẻ Tôi đã tự thuyết phục bản thân Không được có hy vọng gì Bà tôi cũng đã quen với cuộc sống đầy rẫy bát công như vậy Hai lần đặt niềm tin vào tình thân Và tình yêu Đó là hai lần tôi phải chịu cảnh thương tích đầy mình Lẽ ra tôi không nên dỗ dẫm vào bất kỳ ai khác nữa nhưng trước khi về nhà tôi vẫn gửi địa chỉ cho hiểu quân để anh ấy yên tâm tôi không nói gì cả chỉ nhắn tin gửi địa chỉ rồi tắt máy nhưng anh ấy đã đến anh ấy đã thực sự đã đến thời tôi khóc đến gần như ngất đi hiểu quân không nói gì anh chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi bố nhẹ vào lưng rồi như đang dỗ dành một đứa trẻ ba người còn lại không dám ngăn cản cho bọn họ cũng đánh hơi được Mùi quyền lực trên người hiểu quân biết người đàn ông này không dễ chọc vào tôi vẫn góp rất lâu hiểu quân dịu dàng lau nước mắt cho tôi hộ khẩu ở đâu tôi chỉ vào một căn phòng hiểu quân dẫn tôi đến căn phòng đó em tìm được hộ khẩu thì đợi tôi trong phòng này anh xoa đầu tôi ngoan ngoãn đợi tôi để đón em được không tôi ngơ ngác gật đầu hiểu quân nhìn tôi cười cười anh cởi áo vest ra đưa cho tôi nới lỏng cả vạt Sắn cổ tay áo lên đến khuỷu tay cuối cùng vùi xuống hôn lên môi tôi đừng lo lắng có anh ở đây hiểu quân đóng cửa phòng lại từ phòng khách bên ngoài đã chuyển đến tiếng kêu la ầm ĩ tôi cầm sổ hộ khẩu và áo vét của hiểu quân ngoan ngoãn đợi anh ấy mở cửa và đưa tôi rời khỏi đây trốn thoát khỏi cái địa ngục này áo vét của hiểu quân vẫn còn thoang thoảng mùi tùng hương lòng tôi cảm nhận được sự bình yên chưa từng có. Mặc dù bên ngoài ồn ào với tiếng bát vỡ, tiếng bàn ghế đổ, âm thanh la hét chửi rủa mà tôi không nhận ra được là tiếng của ai, nhưng tôi biết anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Một lúc lâu sau, xung quanh chìm vào khoảng không tĩnh lặng, nhưng tôi vẫn không đi ra khỏi phòng. Có lẽ hiệu quân không muốn để tôi nhìn thấy những gì đang xảy ra ngoài kia. lúc hiệu quân bước vào, thì nước mắt tôi vẫn chưa kịp khô. Trên người anh ấy không có vết thương Chỉ có hơi thở Và đầu tóc là hơi rối loạn Hiểu quân vừa vào Thì lập tức đóng cửa phòng lại Tôi cũng không biết Ngoài phòng khách đã xảy ra chuyện gì Em tìm được chưa Hiểu quân dịu dàng hỏi tôi Tôi gật đầu đưa sổ hộ khẩu ra trước mặt anh ấy Anh tắp giọng cười cười Rồi đưa tay ra gọi tôi Lại đây Tôi bước lại chỗ anh Còn chưa kịp định thần Thì mắt anh đã bị anh che lại Trước mắt chỉ còn một mảnh tối tăm anh đưa em ra ngoài được tôi không nhìn thấy gì vậy nên chỉ có thể đi theo hiểu quân ngay khi ra khỏi cửa tôi mới nhìn thấy trên cầu thang có rất nhiều lễ vật chỉ nhìn đống đồ này tôi cũng đủ thấy anh ấy đã cực kỳ tận tâm thấy tôi chăm chú nhìn lễ vật hiểu quân không nói câu nào chỉ lại nhặt chúng lên rồi ném vào thùng rác bốn là định tặng em cho gia đình xem ra cũng không cần thiết lắm em có anh là đủ rồi tôi còn cầm áo khoác của anh ấy mãi một lúc sau mới nói lên lời hiểu quân anh thích tôi thật à giọng nói có chút căng thẳng bởi vì tôi đang mong đợi hiểu quân ngẩn người chắc hẳn là không nghĩ tôi sẽ hỏi thẳng thừng như thế còn chưa đủ rõ ràng sao quả thực là rất rõ ràng chỉ là tôi trước giờ vẫn không dám tin tưởng mà tôi sau này anh phải đối xử với em tốt hơn mới được Hiểu quân dẫn tôi đi gặp người nhà của anh ấy. Ngay buổi trưa ngày hôm đó, chúng tôi cũng đi lên giấy chứng nhận kết hôn. Trước khi đi, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Hiểu quân chỉ cười rồi bảo người nhà anh ấy chắc chắn sẽ thích tôi. Người nhà anh có biết em là bạn gái cũ của Hiểu Thần không? Sau khi chia tay với cháu trai, liền kết hôn với chú hai, chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được. Biết, bề mặt Hiểu quân hơi mất tự nhiên. Họ đã nói gì? Họ nói... Hiểu quân thở dài. Họ nói em tốt như vậy, tuyệt đối không thể rơi vào tay tên tiểu tử hiểu thần đó. Bảo anh phải nỗ lực hơn chút nữa. Bây giờ đến lượt tôi mất tự nhiên. Em tốt thật à? Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Chân thành nói. Đương nhiên, mộng ánh là đứa trẻ ngoan nhất thời gian. Tôi vốn tưởng rằng mình chỉ đi gặp bố mẹ hiểu quân thôi. Đào ngờ khi tới biệt thự của anh ấy, toàn bộ thân thích của nhà họ hiểu đều đã tới. Tôi thấy mẹ của hiểu quân đang ngồi bên cạnh mẹ của Hiểu Thần. Sao lại không làm cháu dâu được? Cháu dâu làm sao có thể bằng con dâu? Bao nhiêu năm nay, thẳng quân nó cô đơn một mình. Lần đầu tiên, nó dẫn bạn gái về đấy. Tôi và Hiểu Quân lúng túng đứng ở cửa. Cũng không biết có nên vào hay không. Hiểu Quân ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của những người bên trong. Mẹ của Hiểu Quân hơi lớn tuổi, như rất phúc hậu. Bà ấy mỉm cười rồi vui vẻ gọi tôi lại gần. Tôi đã xem rất nhiều bộ phim truyền hình, có mẹ chồng giàu có, bà khắc nghiệt với con dâu. Hơn nữa từ nhỏ, tôi đã thiểu thốn tình cảm gia đình. Vậy nên, với những cảnh như này, tôi vẫn còn có chút hụt hẫng. May quá, nhà họ hiểu không có ác cảm gì với tôi, nhưng tôi vẫn cần thời gian để làm quen với họ. Khi xuống lầu, tôi lại đụng phải hiểu thần. Đứng bên cạnh hắn là một cô gái tóc vàng váy đỏ. Trên chân có xăm hình một con chim đó cũng là người trong lòng anh ta. Lâm Tây Tây, người bà hiểu thần ngày đêm mong nhớ. Thân hình của cô gái ấy rất nóng bỏng, ngực tấn công, mông phòng thủ. Đến cả tôi nhìn cũng mê mẩn, chứ đừng nói là hiểu thần. Hiểu thần và hiểu quân đang nói chuyện bên trong. Lâm Tây Tây sợ tôi buồn, nên kéo tôi ra ban công tám chuyện. Cả hai chúng tôi đều là sinh viên của Đại học Hồ Nam. Tuổi tác và tính cách cũng tương đồng. Quan trọng nhất, có thể cùng nhau nói xấu về hiểu thần vậy nên chẳng bao lâu đã thân thiết lâm tay tay uống rượu và mang cho tôi một ly sữa thấy cô và chú hai của hiểu thần ở bên nhau tôi thực sự rất mừng cho hai người xem ra lần này về trung quốc không phải là vô ích là sao tôi nghe không hiểu lắm việc lâm tay tay về trung quốc có liên quan gì đến chuyện giữa tôi và hiểu quân cái này cô cũng không biết sao lâm tay tay mở to mắt kinh ngạc sau đó kích động kêu lên thật quá lợi hại giám đốc quân của chúng ta thẩm mến một cô gái đã rất nhiều năm nay vì muốn đảo góc tường của hiểu thần nên đích thân bay sang Pháp tìm tôi trở về. Không ngờ lại giấu không cho cô biết. Ôi, chết tôi rồi này. Tôi từng nói mà, mấy trò mèo của tôi chỉ có thể đối phó với hiểu thần, không có tác dụng gì với hiểu quân. Anh ấy thậm chí còn nham hiểm hơn cả tôi. Anh ấy lại có thể nghĩ ra một con đường ngoằn ngoèo rắc rối như vậy. Khi hiểu quân đang đi về phía tôi, tôi vẫn còn đang đứng hoài nghi về cuộc đời. Đang nói chuyện gì thế? Hiệu quân vẫn ấm áp, dịu dàng như cũ. Lâm tay tay nhìn tôi, sau đó nhìn Hiểu quân rồi nhún vai. Hai người nói chuyện đi, tôi không ở đây làm bóng đè nữa. Lâm tay tay vừa rời đi, hiệu quân đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không nói gì, còn anh ấy lặng lẽ nghị ngón tay tôi. Tôi quay đầu nhìn anh, hình như hiểu quân đang say. Ánh mắt dịu dàng có chút mơ hồ, môi cũng đỏ hồng hơn thường lệ. Hiểu quân, chân mặt anh có dính gì này? Tôi chỉ vào một chỗ trên mặt anh. Anh cúi xuống một chút đi. Ừ, bảo bối. Anh trầm giọng nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Gọi chồng đi. Chồng, tôi bất đắc sĩ nói. Mặt anh dính gì à? Hiểu quân ngoan ngoãn, ghé sát vào người tôi. Tôi giả bộ lau mặt cho anh một chút, sau đó bất ngờ hôn nhẹ vào môi anh. Hiểu quân hơi sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Mãi một lúc lâu mới bật cười ra tiếng đồ lưu manh anh cũng vậy tôi ngẩng đầu lên ai bảo anh gạt em làm nhiều chuyện như thế đây là nghiêm phạt ừ hiểu quân kể vào tay tôi nói nhỏ phải thêm một lần nữa đi không được năm trăm hai mươi vạn không được một nghìn ba trăm mười bốn vạn không phải chuyện tiền nong năm nghìn vạn được em đúng là không có tiền đồ hiểu quân khẽ cười một tiếng và hôn nhẹ lên tai tôi nhưng mà từ hồi gặp em ở thư viện trường đại học anh đã bị em hạ gục rồi